Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Review TV. Hôm nay mình sẽ thông tin đến các bạn những thông tin mới nhất về bộ phim Đình Đám Avatar 2 sắp được khởi chiếu. Nào, đi thôi! Phần 2 của Avatar được kỳ vọng sẽ mang về doanh thu khủng hơn Avengers Endgame. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, kể từ khi Avatar phá vỡ kỷ lục mọi thời đại tại phòng vé, cho đến khi nó tuột mất vương miện cho Avengers Endgame. Nhưng điều đó có vẻ chẳng làm cho đạo diễn James Cameron lo lắng khi ông cùng với ekip đã bắt đầu sản xuất phần 2 cho vòm tấn hoặc viễn tưởng Avatar. Theo đó, vị đạo diễn tự tin chia sẻ với Deadline, Endgame là ví dụ rõ ràng cho việc mọi người vẫn muốn già dặn. Theo đó, Avatar có kế hoạch tạo ra thêm 4 phần tiếp theo nếu phần 2 được tạo thành công ở phòng vé. Trước đó, phần đầu tiên Avatar được sản xuất với kinh phí 237 triệu đô la. Đây là con số được cho là còn cao hơn cả những bộ phim vòm tấn gần đây là Spider-Man Far From Home 160 triệu đô la và The Iron Man 200 triệu đô la. Tuy nhiên, bộ phim đã mang về doanh thu khổng lồ 2,78 tỷ đô la trên toàn cầu, đưa nó trở thành một tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại cho đến khi vị trí này tuột vào tay Avengers Endgame. Một câu hỏi được đặt ra là Avatar 2 sẽ ra mắt vào ngày bao nhiêu? Avatar 2 dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, bị lùi lịch từ tháng 12 năm 2020. Điều này dường như chứng tỏ bộ phim vẫn được sản xuất bất chấp tình hình rối loạn của thế giới. Avatar 2 sẽ có tiêu đề như thế nào? Theo thói quen thì khán giả vẫn gọi những phần tiếp theo của Avatar là Avatar 2, Avatar 3, nhưng vẫn chưa xác nhận chính thức nào về tên gọi sắp tới của bộ phim này. Tuy nhiên, BBC đã đưa tin rằng bộ phim có thể được gọi là Avatar The Way of Water, tạm dịch là Con đường của nước, Avatar The Sith Bear, tạm dịch Avatar Người mang hạt giống, Avatar The Tonkin Trader, tạm dịch Kỵ sĩ Tonkin, Avatar The Quest for Ewa, tạm dịch Cuộc tìm kiếm Ewa. Cameron sau đó đã xác nhận rằng đây là những tựa phim tiềm năng nhưng sẽ phải thay đổi. Nội dung của Avatar 2 sẽ nói về điều gì? Trong một bài phỏng vấn với R&J, nhà sản xuất John Lundell của Avatar 2 đã bật mí về nội dung phần tiếp theo của bom tấn tỷ đô này. Đây là câu chuyện về gia đình Sully và những gì họ làm để giữ cho gia đình luôn được ở bên cạnh nhau. Jax và Neytiri sẽ có gia đình riêng trong phần này. Họ buộc phải rời khỏi gia đình để ra ngoài khám phá những vùng đất khác nhau ở Pandora. Và họ sẽ dành phần lớn thời gian ở dưới nước. Tôi nghĩ đến việc tại sao bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến giải trí nhiều hơn là bao giờ hết. Tôi nghĩ rằng đó là cách để họ trốn thoát khỏi thế giới của chúng ta đang ở, để thoát khỏi những áp lực khác mà họ gặp phải trong cuộc sống. Tôi nghĩ tới Avatar, chúng ta có những cơ hội cho phép mọi người trốn thoát đến một thế giới đáng kinh ngạc với những nhân vật đáng kinh ngạc mà họ sẽ theo dõi. Theo cách tương tự như Peter Jackson đã làm với Lord of the Rings, đây chính là những điều chúng tôi muốn mang lại. Trailer Avatar 2. Trên thực tế thì hiện giờ bộ phim vẫn đang trong quá trình sản xuất và chưa tung ra trailer. Nhưng trên mạng đã có nhiều người hâm mộ làm trước đoạn trailer cho phần tiếp theo để phục vụ khán giả tò mò. Cameron chia sẻ rằng khả năng thấy 4 phần tiếp theo của Avatar còn phụ thuộc vào doanh thu phòng vé mà Avatar 2 tạo ra. Và nếu như phần tiếp theo này thực sự thành công, đạo diễn Cameron
đã hứa Avatar 3 sẽ ra mắt vào năm 2023. Trên đây là toàn bộ các thông tin được Review TV tổng hợp lại. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để giúp mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.